Đằng kia! Chứng tỏ của tao! Chứng tỏ của tao! Chồng muốn ra! Chồng muốn ra! Hello! Xin chào tất cả các bạn! Chào mừng các bạn quay trở lại với Tứ Ca TV! Hôm nay tôi sẽ làm một màn thử thách đi ăn trộm trứng gà và làm siêu cay nha. Bây giờ tôi sẽ đi nhá. Bây tôi đi ăn trộm trứng gà nhá. Vừa mà lẻn mãi mới vào. Bây tôi cầm này đi ăn trộm gà. Nhà này nuôi trứng gà kỹ thật. Đang giờ ngủ trưa nhanh lên phải đứng thức dậy. Mấy giờ? 2, 4, 6, 8, 10 quả. Nhiều thế đó, mấy con đẻ liền. Thôi, thằng kia, trứng gà của tao, trứng gà của tao, chồng muốn ra, chồng muốn ra. Đấy nha các bạn nha, vừa đi ăn trộm được chục quả, mày tính không chết. Bây giờ tôi sẽ đi chế biến này, món này món siêu cay luôn anh em nhá. Anh em nhớ theo dõi clip này nhá. Anh em nào thấy clip này hay nhớ ấn nút đăng ký và bấm chuông bên cạnh để ra những video mới tiếp theo của anh em tôi nhá. Bây giờ tôi sẽ đập trứng này làm siêu cay anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ đập ra và cho vào đây. Đập siêu cay. Chơi phải ngầu luôn, chưa phải ngầu. Nói gì cho ngầu đi các bạn ơi. Rồi, giờ xong rồi đấy. Cho gia vị vào. Đây cho bột canh vào nha. Bột canh vào. Đây cho mì chính em ạ. Khoáng. Khoáng lên anh em nha. Trứng siêu cay luôn. Trứng siêu cay đấy. Ớt anh em ạ. Tí nữa ăn hết quả này. Úi xổ, quê lắm. Được rồi đấy. Bây tôi sẽ vào anh em nhé. Anh em nhớ theo dõi. Bây tôi cho dầu nhé. Tôi sẽ đổ vào anh em.
Bắt đầu rồi. Đây tôi cho đĩa nha, ra đĩa nha. Tốt này em. Ngon không? Ai rồi. Xong rồi anh em nhé. Đây tôi ăn anh em nhé. Bây thêm một cây nữa anh em ạ. Cho từng hơn rồi nhé. Cay rồi ạ. Đủ cay rồi anh em ạ. Ngon lắm. Bây tôi ăn nhé. Cay nhá. Cay quá nhá. Cay kinh khủng luôn. Ôi cả nhà nào. Ôi. Cay hết. Cay quá. Công nhận là trứng gà Điên Trộm thì ngon hơn hỏi luôn. Riêng của Điên Trộm quá ngon rồi anh ạ. Công nhận trứng gà Trộm ngon rồi anh ạ. Anh em nào mà đọ ăn cay gặp tôi nhá. Mai mình ăn trộn vào mấy quả trứng gà. Bị rồi té ra. Mai không sao anh em ạ. Phải lắm. Ăn gì đấy? Ăn trứng. Ôi, lại trứng gà lấy đâu đấy? Em vừa đi ăn trộm. Ăn trộm là hỏi tiền. Tao vừa thấy bà đang đi tìm ngoài này. Quận dọn nha. Phải hồi hiệp bà đây. Của trứng gà đi ăn trộm ngon thật anh em. Công nhận là món siêu cay quá đẳng cấp luôn. Anh em nào thấy video này hay nhớ like và share và đăng ký kênh ủng hộ anh em tôi nhé. Bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông bên cạnh nhé để nhận video mới tiếp theo của anh em tôi. Bây giờ còn trứng gà còn tí ăn nốt anh em. Bây giờ tôi đi ăn nốt. Chào mọi người nhé.